Cái giờ kìa. Kia là mấy ngựa gần với mấy con nai, con hươu con nai á. Mấy con nai này đây, đây mấy con ngựa gần rồi cho nó ăn đi. Đó là con ngựa gần đang đứng con má đó. Mấy con nai mấy lạ lạ hả? Con ngựa gần đó. Không. Nhìn nó có răng 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 răng. Cái là tự nhiên chứ không có nhộm ha. Bên đây nữa. Có anh ta đang cho nó ăn á. Con này nó làm biến ra nè. Mấy con ngựa gằn này đó không có thần chủng được á, mình người ta không có cởi nó được. Nó dữ quá mà nó mạnh. Không có cởi, không ai cởi được á. Nếu mà cởi được chắc nhìn nó đẹp.